Christine Sai xin trân trọng kính chào quý khán thính giả thân thương của đài truyền hình SBTN đến với chương trình Heart to Heart trong ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, trong một cuộc phỏng vấn trước đây với cô nữ ca sĩ Linda Trang Đại, cô ta đã chia sẻ rằng một trong những điều rất là trân quý trong trái tim của cô ta là sở thích nấu ăn. Christine Sa đã đoán rằng chắc là còn một điều nữa rất là trân quý trong trái tim của cô, đó là ông xã Tommy Ngô. Christine Sa xin kính mời quý vị hãy cùng đi chung với Christine đến tiệm Linda Sandwich và trò chuyện với anh Tommy Ngô. Hôm nay tụi em đến để mà thăm anh chị, bởi vì thứ nhất là em muốn vào phòng bếp và nấu ăn chung với chị Linda. Okay. Rồi sau đó là được gặp anh Tommy. Thì em muốn hỏi anh Tommy là đối với anh, mỗi khi mà anh thấy chị Linda chỉ nấu ăn và chỉ làm một cái điều mà chị rất là yêu thích thì anh cảm thấy sao? Đối với Tommy thì Tommy thấy là cái đó là một cái mà nó mang cái vui cho Linda. Yeah. Thì bởi vậy mình thấy mình cũng appreciate cái hard work mà Linda làm, thì mình thấy cũng fulfilling. Yeah. Yeah. How hard is the work? Like, cũng như là trong một ngày là anh chứng kiến được là cô ấy làm bao nhiêu tiếng đồng hồ? The hard work, ví dụ là mấy cái orders mà nó vô nhiều quá đó. Trong một lúc, in the morning đó, thì cái morning rush đó, thì tận này phải cố gắng mà làm thì nó hơi lung tung beng. Nhưng mà mình thấy cái đó là nếu mình không có busy then there's a problem. Right. Bởi vậy mình nghĩ lại nó cực trong lúc đó nhưng mà nó vui. Tại vì tất cả cái bếp làm chung, mỗi người làm chung mà mình, everybody vui vẻ, very fun. Nó làm cái time nó go fast. Trong một ngày, có một cái giây phút nào mà anh cảm thấy là favorite của anh? Một ngày của anh chung với chị Linda? I think cái bữa mà vui nhất đó là I guess when we do the cash register out. Lúc mà thảo tiền, điểm tiền, điểm tiền. Làm sao mà anh chị balance được hết? Thật sự em thấy anh chị cũng vẫn đi hát, cũng vẫn trình diễn, quay thâu hình, rồi tiếp tục làm cái cơ sở thương mại nè. It's hard work. Yeah. Nhiều lúc đó tụi này không có nhiều thời giờ cho đứa con cháu, so we feel very guilty. Thì nhiều lúc phải chia ra, thí dụ Linh đã làm thì Tommy ở nhà lo cho nó, anh nên thay đổi cho nó. Tiếng Anh mình gọi là divide and conquer, phải không anh? You divide and conquer. Cho những người mà coi như muốn có một cái cuộc sống mà nghệ sĩ chung với thương mại thì it's a lot of patience. Patience. Phải kiên nhẫn. Đúng rồi. Yeah. And it's not just one person, cả hai người phải lúc nào cũng kiên nhẫn. Oh, vậy thì nói tới hai người cho biết bí quyết của hai người đi nha. Tại vì hai người có một cuộc tình rất là lâu và dài và vui vẻ, thì bí quyết của hai người là gì? Thì I think lúc nào cũng phải cho nó vui vẻ between hai người, lúc nào cũng phải giỡn với nhau and làm mấy cái trò cho nó vui, cho cười. So I mean lúc nào cũng có, ai cũng có mấy cái lúc mà cãi lộn với nhau, nhưng mình đừng có để cho nó lâu. Ví dụ mình cãi nhau, mình giận, nhưng mà mình thở mình suy nghĩ chút xíu thì mình thấy là nó không có đáng, thì mình trở lại nhau, mình giỡn, mình đùa thì rốt cuộc cũng hòa. Một câu hỏi cuối cùng đi nha. Chắc anh cũng biết, lớn lên thì em đã coi chị Linda rất nhiều. Em theo dõi sự nghiệp của chị. Chị Linda chỉ có rất nhiều fan, chắc là có rất nhiều anh chàng muốn sự chú ý của chị. Oh, yeah. Nhưng mà cô ấy đã chọn anh Tommy thì thì anh cảm thấy sao về điều này? Lúc mà hồi xưa mà Linda chọn Tommy ra, Tommy rất là ngạc nhiên. Tại vì mình thấy mình chưa có gì mà tại sao cô này lại chọn mình. Nhưng mà thank goodness, thank God. Rồi bây giờ anh còn cảm thấy may mắn như vậy không? Oh yeah, every day. Every day, yeah.
Bây giờ lấy bao tay ha. Bao tay trước ha. Ok. Lấy hai cái bao tay ha. Then, so Christine muốn làm bánh mì đặc biệt ha. Bánh mì đặc biệt đi. Đi đặc sản mình. Cái yeah. Đây á. Cái đặc biệt là... thì Christine check sauce mayonnaise một bên. Sauce Linda mayonnaise. Vì sao mà Linda mayonnaise vậy? Linda mayo là sao? Cái sauce của Linda là nó không phải giống mấy cái chỗ khác, là tại sao? Nó không có bơ. Oh. Nhiều người ta nghĩ là cái này rất là fatty, nó có bơ, nhưng cái này của Linda nó chỉ có trồng đỏ, vegetable oil, Dầu vegetable, and gia vị. Ok, sorry. So, cái chính là gia vị cho mọi người. Nhưng mà ở đây Linda chát cũng từ đầu đến đuôi là phải đều hết nha. Phải chát đều hết thì nó mới ngon. Chứ đừng có chỗ có chỗ không. À. Thì ở đây thường thường cái sauce này em mê lắm á, cho nên em chát extra được không ạ? Được, nếu mà ai muốn ăn extra thì đều là extra sauce. À, oh còn yeah. Ai mà muốn ăn ít thì đều là light sauce. Đó. Thì sẽ làm bớt lại. Sao em thấy chị chát đều quá vậy, em chát đâu ra. Quen rồi. Chát hoài không đó. Oh, ok, I'm getting it. Đó. That's what Christine you don't want. Có nhiều người lúc đầu và lúc mới mở đó. Ta nói mình làm đồ ăn mà ngon á thì mình phải làm hơi chậm hơn, là tại vì sao mình check mình. À, đúng. Mình làm kỹ hơn. Làm kỹ lưỡng hơn thì cái gì làm kỹ hơn thì nó cũng phải ngon hơn đấy. À, trên đây là pate. Cái này pate bên kia ha. Sót một bên, pate một bên. Thì cái pate nó giúp Christine cạo chút cho nó đừng có nhiều quá. Ok. Cũng vừa thôi thì nó mới ngon. Tại cái gì mà nhiều quá nó cũng mất cái mùi. Công phu lắm. Shredded, right? Là mấy xong tay. Breast, you know the chicken breast. Chỉ gà chicken breast thôi rồi xong mình cho chút gia vị. Rồi mình làm sao mình nấu nó, làm sao mình nướng nó, hay là nó nướng hay chiên hay luộc hay không, cái này là luộc xong rồi bỏ gia vị. Ok. Yum. And then xôi gà nè, thấy không, mấy đều gà ha. Xong rồi rau. Ăn đồ chua ở đây đừng không có bỏ nhiều nha. Không phải. Đồ chua đó, nhiều chỗ bỏ rất là nhiều, giống như là ăn bánh mì đồ chua chứ không phải bánh mì. Ăn salad trong bánh mì. Nó không ngon, tại vì đồ chua bỏ vào nhiều quá nó mất hết cái mùi thịt, mất hết mùi. Không phải. Mà đồ chua phải ngon nữa. Ở đây làm kỹ lắm, thấy đồ chua. Đồ chua nó nhỏ mà trộn nước rửa rất là sạch. So it's very clean, rất là sạch. Okay. Thì cái đầu tiên xin bỏ một cái dưa leo ha. Actually em phải nói em thích đó là không có nhiều đồ chua, thì thật sự có nhiều lúc em mua bánh mì em phải lấy đồ chua ra trước em mới ăn, mới cắn vô được. Đúng rồi, đồ tại chua nhiều quá, quá nó không ngon. Nhiều quá không ngon, mà đồ chua cũng phải làm kỹ nó mới ngon, để chứ làm có nhiều chỗ đồ chua nó bự quá, mà bỏ nhiều quá nó không có thiết được cái gia vị. Yeah. Cái thịt mấy cái yeah. So cái dưa leo xong rồi. Cái này hành này không có ai làm kỹ như vậy hết á, Quy. Cắt ra từng sợi nha. So, Christine phải bỏ từ đầu, đẩy cho đều nha. Ok. Ở trong trường hợp của em không thích hành thì em không bỏ hành nha. Thì ở trong giấy sẽ đề là không hành. À okay. Okay, ví dụ như cái này trong giấy để là không hành. Không hành cho cô Christine xa. Nhưng mà hành như nó bỏ lên. I love onion. Linda là mê hành phải. No, em thích cái vị của nó mà không biết tại sao hình như dị ứng á. I feel so sad. Không ăn được. Really? Em biết nó ngon. Hành nào cũng vậy. Nấu hành sống thôi ạ. Oh, mà nấu nó rồi nó không hành còn phi cái. Thì được không? Yeah, nó không còn I cái. I love hành phi, any hành. Mà sống mà em ăn không được. Oh, right. I don't know why. Ớt nha. Ok, ớt. Ớt thì cũng bỏ đều nha, bỏ đều. Ok. Put a little bit here. 1, 2, 3. Em xong đồ chua. À, ok. Này, so not too much, right? Được. Bỏ vừa thôi. Chỉ ok. Bỏ nhiều. Vừa. Nhiều quá ăn không ngon. Xin lịch. Đồ chua của em còn sống. Đó, ok. 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 Đồ chua ở đây cắt đẹp lắm, cho nên bỏ lên nó cũng đẹp. Ok, cái ngò này. So, bây giờ cái ngò là cái cuối cùng ha. Tại vì cái ngò nó làm cho nó... Đúng là cô nghệ sĩ. Động những cái đẹp. Nhìn thấy ăn ngon nhưng mà phải đẹp. Phải đẹp, mình mới muốn ăn. Phải trình bày đẹp mới là nghệ thuật. Tại mình là nghệ sĩ mà. Đúng. Ok, so, cái ngò đó, cái xin cũng đàn đều okay. Ra đó. Dạ. Để đều ra. Biết cái này nhiều quá.
Buổi sáng mới làm một cái đặc biệt cho Minh Tuyết. À. Từ yeah. từ chị làm đó hả? Yeah. Always các nghệ sĩ mình cứ là request lên đây là rồi xong cái đó tiếp and then khoan. Ờ còn nữa là gì đây? Tiêu. À. Hắc đều chút xíu luôn ha. Xong xì dầu. Ồ. Ồ đã. Nghe nhớ đều từ trên xuống dưới. Okay. And then cái xì dầu đặt từ ở dưới. Thì lên kia. À, thì ra là trong đây có xì dầu. Phần đông là có cái này. Em nên cái xì mấy cái giấy wrap bự này nhá. Ok. Thôi là cái đứt. Ui ui ui. Xéo vậy. Ok. Này như thế. Này quá hay. Ôi bây giờ mình để lên resume của mình. Để lên resume là mình làm được bánh mì. Nếu cần job mới. Exactly. And then stick là Linda sandwich. Linda sandwich. Linda này. Cứ mỗi lần mà chị bước vô mà chị thấy có ai cắn vô bánh mì mà nói ô ngon quá hay là chị thấy họ đang thưởng thức thì chị Linda cảm thấy sao trong lúc đó? Cảm xúc của chị trong lúc đó là ra sao? Sung sướng nhất. Tại vì Linda mê ăn lắm, rất là mê ăn. Mê ăn nhất trên đợt này. Ừ. Cho nên khi mà Linda làm những cái gì cho nó đi vì hồi xưa chưa có mở tiệm như vậy đó. Dẫn mùi bạn đi ăn đó là phải ăn cái chỗ ngon, việc ngon. Ừ. Tại vì cái kinh nghiệm là khi mình đã ăn á mà cho nó ngọt cho đi quay đó thì nó nếu mà nó ngon thì nó rất là đáng, nhưng mình không có tiếc. Nhưng mà không ngon nó là tiếc. Không đáng. Không có đáng mà đời này á. Mình sống 100 năm, kinh nghiệm của Linda nhiều cái quái đản. Sống 100 năm, ngủ mất 50 năm rồi. Chỉ còn 50 năm, cho nên ăn là hưởng nhất, cho nên phải ăn thiệt ngon. Mỗi lần ăn là phải ngon mới ăn, còn không ngon là đừng ăn. Là đừng ăn, phải ngon mới ăn. Mất thì giờ. I'll eat to that, phải ngon mới ăn. Không ngon, đừng ăn. Thắng cực luôn rồi. Thấy cái này cái đặc biệt nè. Ok, cái này là cái thịt gà nè. Grilled chicken. Gà nè ha. Hy vọng là mình chịu nổi cái miếng ớt nè. Có ly nước kế bên không hả? Ok. Fresh. Ra thử là phải cắn một miếng thôi. Cái lần mà Christine lên chương trình của chị Uyên thì chị nói Christine thử hơi nhiều. Mà hình như cái đó cái thói quen của mình nữa, đâu có cắn được một miếng được quý vị. Hai miếng thôi. Bánh mì rất là giòn. Hôm trước mình không có quyết định là thích cái nào hơn được, mà chắc hôm nay biết chắc rồi. Thích cái đặc biệt nhiều hơn. Tại vì cái sauce béo béo. Không có cách nào mà anh ăn bánh mì được cho gọn. Tiếp tục nha.